Một cái đơn hàng một anh khách quen từ xưa tới giờ, mình các bạn nghe đây các bạn sẽ thấy rất là quen. Anh Phan Thành Hải ở Di Linh Lâm Đồng. Đó các bạn nghe cái tên rất là quen đúng không? Anh Đạt đây, đây là lần thứ 5 thứ 6 rồi. Đó, các bạn biết mặc dù khách quen nhưng mà cũng chuyển tiền trước rồi mới ship hàng nha. Còn tất cả những người khách lạ lưu ý là luôn luôn chuyển tiền trước mới ship hàng. Bữa giờ anh ủng hộ một cái yên rồi. Ủng hộ thêm một cái yên nữa. Đây. Một yên 86. Hai cái đồng hồ báo xăng, ok, tiền báo xăng, một cái nắp bình xăng, nắp bình xăng có chìa khóa, đây, rồi gói hàng này thôi. Phan Thanh Hải coi như là khách ruột. Anh không phải là thợ sửa xe nha, mà là anh có một chiếc 86 anh đang dọn và anh ủng hộ đồ bên mình. Rồi bạn bè anh thấy hàng bên mình tốt với giá ok hợp lý lại ủng hộ thêm. Các bạn mấy cái đơn hàng mà mình các bạn coi YouTube là các bạn thấy cái tiêu đề là ship hàng đi Lâm Đồng, Di Linh Lâm Đồng của anh Phan Thanh Hải, chính là của anh. Rồi cái này thì ngắn gọn, cái bỏ vô trong cái yên luôn. Rồi, vô đây. Rồi chùm nó lại. Sáng lên đường luôn. Cái này gửi Phương Trang. Từ Sài Gòn lên Lâm Đồng thì có tiếng Phương Trang. Thì mình gửi Phương Trang chiều gửi cái sáng mai nhận luôn, rất là nhanh. Còn thông thường những cái tỉnh khác ở xa thì mình gửi bằng đường bưu điện thì 3 ngày nhận. Các bạn yên tâm là khi mà mình thu tiền các bạn là mình đã tính luôn cái tiền cuộn băng keo rồi, cho nên mình dán thoải mái, mình dán riêng một cục cái dán 5 cuộn băng keo rồi. Rồi xong, ok, xin chào các bạn. Rồi đây, ngày hôm nay chuyển một cục đi Thanh Hóa, một cục đi hồi nãy Hải Dương đi đâu quên rồi, với một cục đi Đắk Lắk. Ok, bye bye.